Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay mời các vị lắng nghe nội dung tiếp theo của A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận với đề tài Ba Thời Chín Địa. Ba thời chín địa là một nội dung nằm ở trong đặc tính của các pháp mà chúng ta cần phân tích sâu sắc. Ba thời chỉ cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Đúng vậy không? Thời tức là thời gian. Ba thời tức là chỉ cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Thầy hỏi các vị, đâu là quá khứ? Đâu là hiện tại? Đâu là tương lai? Những gì chưa xảy ra gọi là tương lai. Những gì đã xảy ra rồi gọi là quá khứ. Những gì đang diễn ra gọi là hiện tại. Đúng vậy không? Như vậy thì ngay trong một cái giây phút của hiện tại, đâu là hiện tại? 1/3 tích tắc đầu, 1/3 tích tắc sau và 1/3 cái tích tắc ở giữa. Có đúng vậy không? Chúng ta chia ra ngay trong một giây đó, 1/3 giây đầu, 1/3 giây sau và 1/3 giây ở giữa. Thì 1/3 giây đầu là thuộc gì ạ? Quá khứ. 1/3 giây sau là tương lai. 1/3 giây ở hiện tại là hiện tại. Như vậy thì đem 1/3 giây đó chia nhỏ ra nữa. Đặc tính của hiện tại ở chỗ nào? Chúng ta sẽ thấy rằng không có ranh giới giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng vì cảm thọ phàm phu mà thấy hiện tượng đã qua gọi là quá khứ, hiện tượng chưa đến gọi là tương lai, hiện tượng hiện tại gọi là hiện tại. Nhưng chúng ta thấy rằng tất cả những gì hiện tại đang diễn ra nó là gì? Sản phẩm kế thừa của một tiến trình quá khứ. Và những gì đang tạo tác ở trong hiện tại nó là nền tảng để hình thành một tiến trình tương lai. Một người tu tập muốn mình đi đâu vừa đâu, hãy xác định rõ điều này. Cho nên ở đây chúng ta thấy tất cả ba thời nghiệp quá khứ có các pháp thuộc ba thời là gì? Là 4 quả trừ quả ly hệ. Rõ chưa hả? 4 quả dị thục, quả đáng lưu, quả gì? Quả sử dụng giả, quả tăng thượng. Còn ly hệ, tại sao nó không có trong điều này? Hả? Tại sao quả ly hệ không có trong chỗ này? Hả? Chúng ta hiểu quả ly hệ là quả gì? Cho nên còn mập mờ chữ nghĩa thấy không? Là hối đâu là nói đó, hối đâu nói đó, hối mà còn chập chớp mét còn gì nghĩ. Đang đi sâu vào rồi chúng ta phải phân tích được 5 đặc tính này. Phải nói là ngay từ đầu, đặc tính dị thục, đặc tính đáng lưu, đặc tính ly hệ, đặc tính sử dụng và đặc tính gì? Tăng thượng, phải rõ ràng. Vậy thì một hành động nó dẫn tới là cái quả dị thục, quả đẳng lưu, quả ly hệ, quả gì? Quả sử dụng, quả tăng thượng như thế nào? Phải thấy rõ như vậy mới biết rằng là mình tạo nghiệp vô lượng như thế nào. Nếu không thấy như vậy, đôi khi chúng ta tạo nghiệp vô lượng, tạo những nghiệp tự đọa đầy mình, tự vui xấu mình mà mình không hề hay biết. Cho nên tu là gì? Là chuyển nghiệp, là đoạn nghiệp. Mà trong khi chúng ta muốn giải thoát, nhưng chúng ta lại cứ tiếp tục tạo nghiệp mới, thì làm sao chúng ta giải thoát? Không có Đức Phật nào có thể giúp chúng ta giải thoát, trong khi tự mình chôn vùi cuộc sống của mình. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu cái nghiệp quá khứ có các pháp thuộc cả ba thời. Tức là cái nghiệp quá khứ từ vô lượng kiếp, nó không những là chi phối trong vô lượng kiếp, nó có thể chi phối trong hiện tại, và nó cũng có thể chi phối tới tương lai. Đúng chưa? Và nó trừ gì? Nó trừ cái quả ly hệ. Trừ quả ly hệ là quả gì? Đang nói là quả ly hệ là quả gì? Quả sau khi chúng ta tu chứng đắc, phải không? Hệ tức là hệ lụy, tức là hệ phược ràng buộc trong đó. Mà quá ly hệ là chúng ta phải tu nhân vô lậu nó mới ly hệ được, đúng không hả? Mà ly hệ là cái quả tu chứng, chứng từng phần hoặc là chứng toàn phần. Nếu như không có cái chứng từng phần thì không bao giờ có chứng toàn phần. Hay nói cách khác, quá trình hình thành khả năng hiểu biết không bao giờ đột ngột xảy ra, mà nó là cả một quá trình tiệm tiếu. Đúng vậy không? Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn giải một bài toán, chúng ta phải đến trường học từ tiểu học. Đầu tiên phân biệt mẫu tự, sau đó cộng trừ nhân chia, phải không ạ? Cái quá trình đó nó phải phát triển từ từ, tiệm tiến, tức là tiến bộ dần dần, hình thành dần dần. Không thể đu một cái người đó sinh ra đời tự nhiên biết cộng trừ nhân chia, hoặc là không cần học gì cả, đùng cái ngồi thiền tự nhiên biết hết. Có chuyện đó xảy ra không? Không bao giờ có. Phải được học tập, phải được chỉ dẫn. Như vậy thì ở đây nó cũng vậy. Trong tất cả mọi cái tiến trình tu tập, quả của quá khứ, hiện tại và tương lai, nó đều có cái biểu hiện. Chẳng hạn như dị thục, khổ trong quá khứ. Ra đời thì chẳng hạn như là đẳng lưu, nghiệp đạo nó sẽ hình thành. Chẳng hạn như là sát sanh, khổ trong địa ngục. Ra đời chịu đời sống bệnh tật chết yếu, đúng không? Rồi sử dụng là trong quả là nó như thế nào? Chẳng hạn như do cái gì? Do cái nhân sát hại đó mà cái quả sử dụng ở trong hiện tại này nó có sự chi phối. Ở trong sự chi phối này á, nó ít nhiều nó tác động tới cái quả tăng thượng, tức là cái cảnh giới sau khi cái cảnh giới mà chúng ta đang tu tập, chúng ta sống. Được chứ hả? Nhưng xét về mặt Phật Pháp căn bản á, nó cũng có 4 loại. Có thể nhớ hình như 4 loại gì? Mình dùng chữ là khổ tri thông hành, khổ tốc thông hành, khổ lạc lạc tri thông hành, lạc tốc thông hành. Nghe chữ đó chưa? Đừng nói vậy chứ. Nghe mà không nhớ chứ, đúng là không nghe chứ. Thầy đã dạy rồi mà đâu có nhớ đâu, bây giờ chưa. Phật Pháp căn bản. Khổ trì thông hành là gì? Tức là do cái cực khổ của năm thủ ứng mà nó khiến cho sự tu tập chậm chạp đi. Chẳng hạn như bây giờ muốn ngồi thiền mà trời nó nóng quá, hoặc là bụng đói quá, hoặc là hoàn cảnh khó khăn quá mà không yên tâm tu tập. Cho nên đó gọi là do cái khổ mà nó trì trệ, nó cột lại, nó gọi là nó khiến cho mình không có thể là đạt được cái quả chứng đắc, đó gọi là khổ trì thông hành, đúng không? đúng không? Trì tức là nó trì giữ đó, nắm giữ đó. Nhưng có khi nào khổ tóc thông hành không? Có không à? Các vị nghĩ không có hả? Có trong trường hợp nào? Đúng rồi. Ví dụ như thầy Huyền Châu là khổ tóc thông hành này, không muốn khổ nữa, khổ vô lượng kiếp rồi không muốn khổ nữa. Cho nên phen này quyết chí là dứt điểm, không có còn muốn khổ nữa, không muốn tái sanh nữa, không có muốn rằng là thọ dụng bất cứ cái gì của ai nữa hết. Thọ dụng của người đó rồi trở nên quay trở lại. Không thể xét như vậy được, cái đó không thể xét như vậy được. Cái khổ tóc thông hành á là không phải là trong trường hợp đó, mà mình có thể nói rằng là trong trường hợp mà Đức Thế Tôn bỏ cả ngai vàng địa ngọc tìm đạo xuất gia đó, thì trạng thái đó gọi là khổ tóc đó. Cho nên thấy cuộc đời khổ quá, ai cũng chết hết, tại sao người ta cứ quanh quẩn rồi người ta chết? Cho nên đó, khổ tóc thông hành có không hả? Có trường hợp đấy không? À, rồi hả? Không phải là ráng, nhưng mà cái cực quá đó nó làm cho người ta ý thức là cuộc đời quá khổ. Bởi vậy cho nên người ta không có khao khát, không có thiết tha gì nữa. Tại vì có quanh đi trở lại cũng chịu khổ nữa thôi. Do vậy cho nên cái khổ trong cuộc đời nó thúc giục, nó làm cho người ta phát tâm mạnh mẽ. Rồi trường hợp thứ hai là khổ vậy, gọi là lạc trì thông hành. Lạc trì thông hành là cái đó là phổ biến nha, tức là hoàn cảnh nó sung túc gọi là biên tù. Thấy nó dở dại, nó thoải mái trong làm biên tù, chỗ nào tu chùa nào phải ăn ngon à, thấy không ha? Phải mát mẻ à, mọi người vui vẻ à, ông thầy giảng kinh là cho vui à, chẳng hạn vậy đó. Cho nên nó là gọi là khổ gì, là lạc trì thông hành, tức là xu hướng người ta không có muốn tu tập. Một người mà tỷ phú mà bảo người ta ngồi để ngồi thiền khó quá, bảo người ta buông bỏ công ăn, người ta có việc làm, người ta mỗi ngày người ta lời chẳng hạn như chục ngàn đô, bảo người ta tới Bồ Đề Quốc học đạo ngày, người ta phải có nhắc chữ lắm, không dở dàng gì bỏ ngày công đó, phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng là không dở dàng. Thầy nhớ hồi xưa cô Hiền Hoàng nói thầy, nói là con cũng muốn đi tu nhưng mà thấy cái chốt làm ăn thấy nó cũng được. Nói vậy đó, thấy nó cũng được, cũng muốn nắng ná làm thêm chút nữa để có tiền cúng dường. Thầy nói không, bỏ liền đó. Mà cũng thúc giục mấy phen á, chứ không thúc giục mấy phen là cũng chưa chắc gì bỏ nổi đâu. Mà bây giờ á là bắt đầu là sẽ thấy cái nghiệp nó quậy nghe. Đi vô trong chùa mấy năm á là sẽ thấy cái nghiệp nó quậy. Cái điều này phải nói là xuất gia mới hiểu nổi. Nó không có chuyện gì hết á, mà nó cứ nó quậy trong người mình lên, nó lạ kỳ lắm. Hồi cái người mà bị trước cái giai đoạn này là cô Hiền Lương, cô trước khi thọ giới, trong suốt một năm đấy là thậm chí là nó quậy tới mức mà ngao ngán chuyện tu hành, tới mức là muốn chết cho rồi, hay là không muốn tới chùa nữa. Và đủ chuyện hết, ai nói cái gì cũng gây phiền cho mình hết, nó vậy đó. Nó lạ lắm, cho nên tất cả là nghiệp, tất cả là trong vọng nghiệp chứ không đúng sai gì hết á. Rồi tới khi mình ở một thời gian, mình thọ giới, mình tu tập một thời gian, cái nghiệp đó nó giống như là một cái con trâu trứng này. Nghiệp nó như là một con quỷ dữ, nó ẩn sâu trong lòng của mình. Khi mình ở chùa lâu bắt đầu là nó mới trỗi lên. Còn trước khi mình ở đây không phải rằng là công việc gì hết, nhưng mà yếu tố thời gian. Cho nên tại sao phải đỡ cho người đó một thời gian ở trong chùa, một thời gian trong chùa, tồn tại trong chùa một thời gian là bây giờ mới thấy rõ ra được họ. Kỳ lạ lắm, nó ẩn sâu ở trong tâm mình mà mình không có biết. Ai cũng bị hết. Không biết cô Trí Hòa thầy không có theo dõi biết cho thầy, các cô ở trong Bồ Đề Quốc cô nàng bị hết. Cô nào ở chùa thời gian nó bắt đầu là thấy cái chướng ngại nó cứ nảy lên, mà sau này mình sẽ thấy nó không phải là chướng ngại, nhưng mà mới thấy rằng đó là tàn dư của nghiệp. Kỳ lạ lắm, nó thúc giục. Như ngài Hám Sơn đó, ngài lên núi, Tại vì Ngài Hám Sơn là một cái vị cao tên người Đại Hàn. Ngài rất là phiền não khi thấy đời sống tăng chúng mà lêu lỏng về giới luật. Ngài có khối óc cực kỳ thông minh, cực kỳ tinh tấn. Và lúc giờ Ngài thấy chán quá, Ngài bỏ, Ngài lên núi, Ngài thiền định. Nhưng mà Ngài lên núi, Ngài thiền định á, thì Ngài phát nguyện kiết thất 100 ngày. Đến cái ngày thứ 80 cho tới 90, từ ngày 60 tới 70, suốt 10 ngày là nó cứ thúc giục Ngài là đi ra đời cưới vợ. Tại sao? Bởi vì có nhiều người giờ chúng sanh nó như vậy, nó điên đáo như vậy thì mình có cứu nó cũng không có được. Phật kia cũng cứu nó nổi, nó tạo nghiệp, nó tự chịu nhân quả. Rồi coi như là cái đám chúng sanh nó có đáng gì đâu mà mình phải gần gũi, đáng gì đâu mà mình phải độ sanh. Và cũng có nhiều người kia này, người ta vẫn có gia đình, rồi người ta vẫn tu tập được, đâu có sao đâu. Rồi nhà của Ngài cũng giàu có nhiều tài sản, nói vậy thì mình đi bố thí cúng dường cũng đâu có sao. Nó cứ nghĩ liên tục như vậy. Và nó biết được là những ông hội trưởng này nọ phá trai phạm giới, sống cuộc sống lêu lỏng, thì nó đem so sánh. Và nó biết trong nhiều lịch sử nó thấy cũng ra gì, nó có những cái xu hướng tiêu cực như vậy, nó nghĩ liên tục ở trong đầu. Bắt đầu tới ngày thứ 70 cho tới 80, mà như vậy là 80 tới 90 á, cái ngày đó bắt đầu là nó sợ. Rừng núi cứ nghe tiếng cọp beo hú tét, coi như là khủng khiếp như vậy, trong tâm cứ hoang mang kinh sợ. Rồi tối lại nghe ma nghe quỷ đầy hết suốt 10 ngày. Và Ngài nói rằng chỉ cần đứng dậy thôi là chỉ có chạy không thể nào mà đứng lại nổi. Nó khủng khiếp như vậy đó. Ngài mô tả lại, nên tại sao Thầy muốn các vị học nhiều về lịch sử là vậy đó, để mình rút kinh nghiệm là nó sẽ có những điều nó diễn ra trong tâm của mình nghe không? Mà mình có kiến thức ấy, mình mới đối phó nổi. Còn hạt giả là mình phải nương tựa một vị Thầy vững chắc, nhất là tuân thủ theo Thầy, đừng có cãi. Cãi là sai liền, tại vì nó thuộc vọng nghiệp mà. Vọng nghiệp là Thầy mình nó cũng lướt qua luôn đó. Cho nên tín thọ là điều quan trọng. Và tín thọ thì lúc đó Ngài ráng Ngài vượt qua được tới ngày 90. Thì bắt đầu Ngài thấy rằng cái ngày 90 á, sau cái đêm gà gáy sáng, thì Ngài thấy là bắt đầu trời đất nó mát mẻ, hoa rơi lá rụng. Tới ngày thứ 95 bắt đầu chư thiên rồi tới cúng dường. Đó là cái tự truyện của Ngài Hám Sơn, các vị cứ tìm đọc. Những bài học như vậy đáng để chúng ta học hỏi rất nhiều. Có những cái vọng nghiệp nó cái gì nó làm mình cũng chướng hết á. Mình thấy cái gì cũng chướng tay gầy mắt hết á. Mà nó làm mình thất vọng, chán nản, mệt mỏi. Nó lạ lắm. Mà ngồi thiền nó còn không có dứt, tụng kinh nó còn không có dứt. Rồi mình nhiều khi cũng chẳng thấy có chuyện gì là quan trọng hết. Trên lý trí mình thấy cũng có gì quan trọng, nhưng mà nó ở đâu, ở trong cái cạnh bã, ở đâu đấy sâu của cái tâm mình, nó trồi lên. Nó trồi lên giống như là một cái nguồn nước ở dưới, nó cứ trồi lên là toàn cạn kéo vậy đó. Và mình không có khéo mà nương tựa Thầy, không có khéo mà gia trì lễ sám, không có khéo nhiếp tâm đó, là tiêu. Cho nên không có dở dàng, nó không dở dàng. Cũng giống như các vị nhìn thấy những cái ngọn sóng trên mặt biển mà các vị lặn xuống, các vị thấy nó khác. Nhưng mà chưa bao giờ các vị lặn sâu hơn, bởi vì chưa bao giờ các vị đủ cái độ tịnh để thấy được cái mức sâu hơn. Tâm của các vị đang thấy sóng trên mặt biển, thậm chí còn nói sóng đẹp là sóng không đẹp nữa, đúng không hả? Nhưng mà lặn xuống dưới nó sẽ khác. Và xuống có những cái tầng mà nó im lặng tới đáng sợ, không biết mình sẽ đi đâu nữa. Khủng khiếp như vậy chứ không phải đơn giản. Cho nên tu tập chứng đắc nó là một trạng thái trải nghiệm dữ lắm. Nó không phải là trạng thái mà mình luận lý đâu. Nhưng khổ thay thưa vị, ở trong mức của chúng ta là vẫn phải nhờ luận lý dẫn dắt. Thành ra các vị phải để ý điều này ha. Tín thọ tức là mình phải xác định là mình tin Thầy của mình. Đừng bao giờ khởi ý nghĩ là mình chống trái Thầy của mình. Không phải. Tại vì giáo lý cô lúc đó không có đủ. Tại vì giáo lý của cô là trong đầu mình chưa đủ giáo lý, mà chưa đủ giáo lý mà mình lấy cái hiểu biết đó ra để mình tự luận lý là mình trên. Vậy mình sẽ nối lên những cái luận lý khác với sự giải thoát, là chính cái luận lý đó nó dẫn mình đi. Đây gọi là gì? Là ma. Nghe rõ không? Ha? Tập trung nghe, đó là những cái kinh nghiệm đó. Vậy thì cái tín thọ thầy muốn nói là gì? Bây giờ cho nên mình tu tập, mình cần những cái vị minh sư gần gũi mình. Và cứ mình nghe lời một cách, thậm chí có khi mấy móc nữa. Có khi mấy móc là thầy biểu đi đương đứng à. Và ngày xưa tại sao có những vị tổ đức á, là các ngài ra lệnh cho học trò mình, thậm chí là tạo cái nghịch hạnh cho học trò nữa, để cho cái con ma tự ngã này á, nó bị đánh đổ đi. Chúng ta đọc nhiều trong sử chúng ta sẽ thấy. Còn đại đa số bây giờ học trò thường thường khó tiến bộ là bởi vì không đủ sức tiến thọ, mà hay đem luận lý phải trái của cuộc đời ra để mà xét nét lời thầy dạy. Thầy biết điều này, nhưng khi thầy thấy tâm xét nét khởi lên là thầy ngừng là thầy thương xót cho người học trò, chứ không phải rằng là thầy sai hay thầy không biết nói đâu. Những điều như vậy á, làm sao các vị có thể hiểu tới chỗ đó. Ví dụ như bây giờ các vị đã thừa nhận rằng là giữ thân tâm mình ở trên một cái ngọn núi mà nơi đó có đại pháp vũ, đúng vậy không? Và với cái nước Pháp nó tầm tả như vậy, nó lấp tràn sông nhỏ, lấp tràn sông lớn, lấp tràn cả đại dương, chúng ta làm nổi như vậy không? Các vị hãy nhìn xem, ví dụ như tại Bồ Đề Phật Quốc chúng ta, chương trình này có phải là đại pháp vũ không? Các bộ kinh quý thầy thay phiên nhau mà diễn đạt. Có người diễn đạt đạt ý, có người chưa đạt ý, là chuyện đó là thường tình. Nhưng mà tai của chúng ta thường nghe pháp, thân của chúng ta thường tắm mình ở trong pháp, đầu của chúng ta thường luận lý theo pháp. Như vậy thân tâm chúng ta có phải đang giữ ở trong cái môi trường đại pháp vũ hay không? Nếu chúng ta giữ như vậy, cứ giữ như vậy thì làm sao mà chúng ta dần dần không đi vào thánh trọng biến cả Phật Pháp. Còn chúng ta nhảy đông, nhảy tây, nghĩ đông, nghĩ tây, rồi xét nét so lường, cái này hay, cái kia chưa hay, cuối cùng chúng ta sẽ rời khỏi cái ngọn núi đại pháp vũ đó. Và mình sẽ giữ thân mình ở trong một cái môi trường khác. Môi trường khác không phải nó sai, cũng không phải là nó tầm thường đâu. Nhưng mà liệu nó có ở trong đại pháp vũ hay không? Nếu như được ở trong đại pháp vũ, chúng ta nên ở. Đó là điều mà chúng ta quyết định như vậy. Hiểu chưa hả? Như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái khả năng giải thoát nó hiện ra trong tâm chúng ta như thế nào. Cho nên ở trong cái nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại, nghiệp tương lai, chỉ có là cái gì? Cái quả ly hệ là nó không thành thành trong ba thời. Bởi vì quả ly hệ nó luôn ra ngoài không gian và thời gian. Thành ra quá khứ, hiện tại, tương lai không có đụng tới được cái quả ly hệ. Vô tham, vô sân, vô si. Vô tham, vô sân, vô si tức là vô lậu. Mà vô lậu thì không bị mục rửa, ròn rỉ, hư nát. Những điều nó không bị vô thường ở trong đó thì làm sao nó bị chi phối bởi không gian và thời gian. Hiểu chưa hả? Như vậy là bắt đầu chúng ta hiểu đó. Hên quá, hết hơi. cười ngon quá. Thật các vị, tại vì sao quý vị? Ở trong đầu của các vị vốn có đầy đủ Phật Pháp, vốn có đầy đủ trí tuệ, nhưng mà các vị không có chịu thắp sáng nó lên, hoặc là chưa biết cách thắp sáng nó lên. Và thầy ở đây và chương trình ở đây là gì? Là trợ duyên cho Phật Pháp trong tâm các vị được thắp sáng lên. Cái sáng lên là cái bản thân của các vị, chứ không phải của quý thầy, cũng không phải của Phật. Cho nên Phật không có thể nào làm để chúng ta giác ngộ, chỉ có chúng ta tự giác ngộ. Nhưng mà quan trọng chỗ là mình có chịu giác hay không. Dù thầy giảng mình có chịu nghe hay không, hay là mình bít tai lại. Có ai dít tai lại không? Hả? Không có, phải không? Mình bít tay thì có, cho giết không có. Các vị thấy con nào nó giết tay không? Hả? Lấy kia ở chùa mình nó hay giết tay lắm. Khi thầy nói cái gì nó không nghe là nó giết lại. Cái chữ giết tay nó khác. Tại mình là bít tay. Bít tay là mình là người mà tay bít lại. Còn nói là tự động nó giết tay nó lại. Người ta nói như vậy là rất là đau đó. Nó có nghe không? Hay là giết tay lại. À, ý người ta nói là mình là không chịu nghe. À, rồi như vậy thì ở đây là chúng ta đã biết được là tại sao bốn cái quả đó nó ở trong ba thời, còn ly hệ thì không. Được chưa? Nghiệp hiện tại cũng có các pháp vị lai làm bốn quả như trên. Tức là bây giờ trong hiện tại chúng ta tạo bất cứ cái nghiệp gì trừ cái nghiệp ly hệ. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang học Phật Pháp, trừ nghiệp ly hệ. Phật Pháp là nghiệp ly hệ đó. Phật Pháp tức là cái nghiệp nó dẫn tới vô tham, vô sân, vô si, nó sẽ ly hệ. À, cho nên cái ly hệ này á, là nó có cái quả tức thời. Ngay khi học Phật Pháp, ngay khi đó có hiểu biết, ngay khi chứng đắc được là, ngay khi học cuộc đời là khổ, ngay lúc đó đã chứng biết được khổ. Chứ không phải học cuộc đời là khổ rồi tới 100 năm sau mình mới biết nó khổ. Ngay khi mà quán là già khổ thì ngay lúc đó mình có trí tuệ nhận biết già khổ, chứ không phải đến một lúc nào khác. Cho nên Pháp của Phật gọi là hiện lượng thực chứng. Hiểu chưa hả? Hiện tại là nó rõ ràng liền. Còn tất cả những cái khác nó phải có tiến trình của không gian và thời gian. Như vậy thì mình làm một cái nghiệp nào đó mà xấu hoặc là tốt. Xấu hay tốt chưa bàn. Tức là xấu cũng là nghiệp mà tốt cũng là nghiệp. Xấu chúng ta gọi là ác nghiệp, mà tốt chúng ta gọi là thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì cái quả phước sinh lên các cõi trời, cõi người. Còn ác nghiệp thì nó có cái quả gì? Cái quả khổ ở địa ngục, phải không hả? Sinh làm người cũng chịu một số quả khổ. Rõ chưa? Cho nên khi người ta dùng chữ là nghiệp hiện tại thì các pháp vị lai cũng chưa làm bốn, trừ quả ly hệ. Tức là hiện tại tạo bất cứ cái gì nó đều có cái quả gì? Cái quả dị thục. Chẳng hạn như quả dị thục của việc thiện, chúng ta sinh ở đâu? Cõi trời. Quả dị thục của ác, địa ngục. Thấy chưa hả? Rồi quả đáng lưu của thiện là gì? Quả đáng lưu của việc là bất sát và phóng sinh. Hả? À, sống lâu trường thọ. Được chưa? Rồi cái quả sử dụng, tức là cái thiện đó mình tạo cái nhân thiện đó, cho nên ngay lúc đó ví dụ như hành động mình đang tạo thiện thì ngay lúc đó nó có cái quả thiện ứng hiện ở trên các cõi trời liền. Cho nên đây gọi là cho nên khi mình nói sử dụng là gì? Là các pháp được dẫn bởi đạo đó. Chữ sử dụng nghĩa nó như vậy. Các pháp được dẫn bởi đạo đó. Chẳng hạn như là chúng ta tu thập thiện, đúng không? Thì ngay trong hiện đời chúng ta có được cái phước lành, đó là nhờ công đức thiện. Và khi chết chúng ta sẽ sinh các cõi trời để hướng cái phước thiện đó. Như vậy thì các pháp được dẫn sinh ra từ cái gì? Từ đạo đó. Dùng chữ như vậy thôi. Hoặc ngược lại, trường hợp chẳng hạn như là tạo cái việc ác thì ngay lúc đó cái quả khổ trong địa ngục nó đã hình thành trong tâm. Phải chưa hả? Mà ở trong hiện tại chúng ta cũng khổ rồi. Sau khi thân hoại mạng chung thì nó chiêu cảm vô địa ngục. Đó là do năng lực của quả nó dẫn đi như vậy. Đó chứ hả? Như vậy thì ở đây chúng ta gọi là có các pháp vị lai làm bốn quả như trên. Được chưa? Cũng có các pháp hiện tại làm hai quả sử dụng và tăng thượng. Rõ chưa? À, ở trong hiện tại nó có cái pháp là sử dụng và tăng thượng. Chẳng hạn như nói như thế này, mình tập thể dục thể thao. Con người mình á là cái nhân mình tập thể dục thể thao thì ngay trong cái đời sống này mình có khỏe không? Đúng không? Qua sử dụng đó là khi mình tập là ngay lúc đó mình khỏe liền. Chứ không lý nào mình tập hôm nay 10 năm sau mình mới khỏe. Đúng không à? Chẳng hạn như giờ ta muốn nổi cơ bắp lên, tập sao mà gồng lên cho nó có con chuột. Thì hại như người ta tập tới tập lui thì con chuột nó đã có ngay từ từ lớn lên, phải không à? Mà chuột nó cũng nhiều loại, chẳng hạn như là biến tập thì nhìn tay nó có con chuột nhắc, thì hại như vậy. Rồi tập chữ quái nó có con chuột chù thì nó tùy theo. Như vậy thì nhưng mà ngay lúc đó nó đã hiện ra rồi. Cho nên ngay cái quá sử dụng đó và sở lực mình nó có, chứ không có chuyện nói là tôi tập 50 năm sau tôi mới có con chuột. Con người ta mà 50 năm sau chuột đâu nữa. Nó già suy mất rồi, cơ thể mình nó kiệt quệ rồi, hiểu chưa hả? Thành ra cái quá sử dụng là nó có trong hiện tại, nhưng mà tương lai nó vẫn dựa trên đó mà hình thành, được chưa? Rồi cái quả tăng thượng, khi con người chúng ta mà khỏe mạnh, tinh thần chúng ta lạc quan, như vậy chúng ta thấy mọi thứ thoải mái không? Như vậy thì rõ ràng là mình tập thể dục thể thao thôi mà xung quanh tự nhiên mình thấy lạc quan thoải mái. Như vậy thì đây chính là vậy, là quả tăng thượng. Còn nếu như mình không tập thể dục thì mình sẽ không có cái nhìn đó, rõ chưa hả? Như vậy thì cũng có pháp hiện tại làm quả sử dụng và tăng thượng. Hiểu câu này chưa? Rồi nghiệp vị lai có 3 quả vị lai, trừ đẳng lưu và ly hệ. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta tu 10 điều thiện thì chúng ta có cái nghiệp vị lai là gì? Cái nghiệp vị lai chúng ta tu thập thiện là chúng ta sinh các cõi trời, đúng chưa hả? Đó là cái quả vị lai đó, cái nghiệp mà vị lai, tức là nghiệp vị lai nó có quả của vị lai, nó có 3 quả vị lai. Chẳng hạn như là cái nghiệp vị lai như thế này, bây giờ ở thế gian này mình tu thiện, nó sẽ có một cái nghiệp diễn ra ở trong tương lai, đó là mình được hướng cái phước thiện trong tương lai. Chẳng hạn như mình được thiên chúng cõi trời, mang thân thiên chúng đi ha. Rồi bắt đầu nhưng như vậy thì ở trên cõi trời đó chúng ta hướng được 3 cái quả gì? Thứ nhất là cái quả dị thuộc thiện, phải không? Thứ hai là gì? Là cái quả sử dụng, phải không? Thứ ba là gì? Là cái quả tăng thượng, đó là vị lai thôi. Còn là quả đáng lưu, quả ly hệ là quả ly hệ chỉ có tu giải thoát. Còn quả đáng lưu là cái quả nó phải lui trở lại, trong cõi này nó mới xuất hiện được, rõ chưa? Như vậy thì ở đây xét vào 3 thời quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta thấy cái nghiệp của quá khứ bất luận là gì nó đều có 4 quả ở trong hiện tại này. Còn cái nghiệp hiện tại nó có 2 phần. Thứ nhất là nó có gì? Nó có 4 cái quả của tương lai. Rồi ở trong hiện tại này thì nó là có 2 quả sử dụng và tăng thượng. Nghiệp vị lai thì có 3 quả vị lai, trừ đẳng lưu và ly hệ. Hiểu chưa? Dạ mấy người thôi, còn nhiều im hết. Nhiều chứng minh, ngồi chứng minh, đọc đi đọc lại, lấy giấy mình ghi ra, cái nào mình cộng mình trừ vô, mình chia ra, mình phân loại, mình tự làm việc nhiều hơn. Đừng đỡ tới giờ đến đây rồi á thì chúng ta bắt đầu mới ngồi đó mà ghi nhận thì nó không có phát triển nhiều đâu. Tự mình tìm kiếm. Ngày xưa thầy học ông tổ sĩ dạy thầy A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận thì cũng vậy, đem một cái bảng chữ Hán, chữ chút xíu à. Tại vì trên cái tờ giấy A4, A3, khổ A3 của Đại Tạng Kinh á, mà đem in lại cái khổ A4, chữ nó còn chút xíu vậy đó, mà nhiều khi chữ chỉ cần xếp giấy lại nó mờ cái là phải lấy kính lúp. Tại vì cái chữ Hán nó có một cái nghiệt ngã là chỉ cần một mất đi một cái dấu chấm thôi là chúng ta sẽ hiểu sai vấn đề. Còn chữ Hán nó còn bởi cái khó nữa là cái chữ nó thay cho cái dấu. Ví dụ như người ta muốn dứt câu là người ta viết cái chữ đó là dứt câu. Thành ra khi chúng ta phải xác định cái chữ đó dành cho dứt câu đó, nhưng mà khi chúng ta xác định chấm câu không có đúng thì chúng ta sẽ hiểu nghĩa sai. Tất cả những việc làm như vậy phải làm trước, phải lò mò tự tra từ điển rồi tìm kiếm. Hồi đó không có điện tử, tra từ điển khổ lắm, Mà nhiều khi từ điển là 500.000 từ tìm cũng không đủ chữ, phải lặn lội vô mấy cái thư viện mà người ta đâu có cho mình mang về đâu. Kiếm đi vô mấy cái thư viện tra được một chữ đi về, ghi chép xuống đi về, rất là vất vả. Rồi làm việc hết như vậy rồi cái chữ nào nhất định là không ra nữa thì đỡ đó. Từ đó rồi tới giờ thì bắt đầu ôn lên lớp. Ôn lớp thì ôn dạy, chỗ nào mình nghe được mình nghe, và mình ghi chú xuống, chỗ nào mình thấy không ổn mình thưa hỏi. Hành học rất là vất vả, đỡ được một đoạn một câu, có nhiều khi cả một buổi học được có một câu mà suốt thời gian gần 6 năm, học rất vất vả. Bây giờ các vị có bản tiếng Việt trên tay không mất thời gian nhiều. Còn thầy thì thầy biết cái căn tính các vị tới đâu, cho nên thầy nói ngay cái vấn đề của các vị. Còn ngày xưa ông nói, ông không quan tâm tới cái người nghe đâu. Ông cứ nói cái gì ông biết. Có nhiều khi ông đi đâu ở bên Đức, họ lang thang về Trung Quốc, qua Ấn Độ, mình cũng không biết ông nói chuyện gì. Nhiều khi ở đầu ông nhảy lên cái chữ gì đó, túa cái đời nào, nó nói vậy. Là mình chỉ có cái thằng ghi âm, rồi nghe, rồi ráng mà chạy theo. Đây nè, cái nghiệp mà tương lai là mình đặt cái câu này nghe không? Nghiệp vị lai có 3 quả vị lai. 3 quả vị lai là quả gì? Mình xác định liền phải không à? Quả dị thuật là chắc chắn là phải không? Thứ hai là quả gì? Là quả sử dụng, là nó phải cái sự tương tác này phải có rồi. Quả tăng thượng là cái hoàn cảnh có rồi. Còn cái quả đáng lưu, cái quả đáng lưu á là cái quả nào? Cái quả là trên cõi người phải không? Tại sao nó không có quả ly hệ? Cái quả ly hệ là nó phải ra ngoài 3 cõi. Vị lai mà nó ra ngoài 3 cõi thì trong đó không có không gian ngoài thời gian. Ví dụ như bây giờ chứng A-la-hán làm sao có quả vị lai được? Người đã tu trong đời này họ chứng là họ chứng. Còn họ chưa chứng, họ lên trên cõi trời ngũ tịnh cư, và chỗ đó họ tu nữa. Thì căn chỗ đó là tính họ hiện tại, chứ không thể tính là ở vị trí này được. Hiểu không? Cho nên đó là cái quả ly hệ là nó phải diễn ra trong sự chứng đắc. Còn bây giờ đây á, là nó không phải trong phạm vi chứng đắc. Nó chưa chứng đắc thì là chưa, là dĩ nhiên quả ly hệ không có rồi. Còn sinh lên cõi trời thì lúc đó là phải tính, nếu tính lên cõi trời là tính hiện tại chứ. Từ đó thì tu nữa thì nó mới có cái ly hệ, còn không tu thì đi xuống. Hay như vậy, đi lên đi xuống. Nhưng mà thường thường ngũ tịnh cư là đi lên đi xuống trong 5 tầng đó thôi. Cái chỗ đó là cái chỗ cũng khác. Hiểu chưa hả? Hiểu tại sao là không có cái quả ly hệ ở trên cái nghiệp vị lai là vậy đó. Tại vì quả ly hệ là ở trong hiện tại này mình có là ngay lúc đó nó xuất hiện, chứ nó không có đợi. Còn tất cả những cái loại nhân quả mà ở trong thế giới hiện tượng là nó phải có thời gian tính. Hiểu chưa? Còn cái quả giải thoát là nó xuất hiện ngay trong hiện tại thôi. Cái đây là điểm mà chúng ta thấy nó khác biệt vô cùng. Cho nên giáo pháp Như Lai, những quả chứng Như Lai gọi là hiện lượng thực chứng ấy. Ngay khi tu, ngay khi đó chứng đắc, ngay khi đó là thiện thiết, là gì? Là ứng thời, là vô nhiệt. Nó là ngay trong hiện tại vậy đó. Nó ứng ngay trong sát na mình tu tập. Ví dụ như thầy nói các vị hiếu không? Hiếu tức là ngay lúc đó là nó ứng liền. Còn không hiếu là không hiếu, chứ không thể nói rằng nay rồi tới sau này nó mới hiếu. Sau này hiểu là trừ khi các vị vận dụng với những yếu tố khác thì nó lại xét vào trong không gian khác. Hiểu chưa hả? Còn ngay hiện tại không hiếu là không hiếu. Mà nếu như có thì nó biến thành một cái hạt nhân thôi. Cái hạt nhân, cái nhân đó nó làm trợ duyên cho một vấn đề khác trong tương lai. Nắm được vấn đề chưa? Rồi. Chính địa là nói những gì? Chính địa là địa gì mà chính? Ngũ thú tạp cư địa. Ngũ thú đây là chỉ cho cõi dục giới, từ lục dục thiên xuống tới địa ngục A Tỳ. Ở trong cái khoảng không gian và thời gian này có 5 loài hữu tình đang tồn tại, 5 thú đang tồn tại. Thú thứ nhất là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ giả và súc sanh. Mình gọi là 6, nhưng mà do Atula không có nhất định, không biết là trên trời hay là mặt đất hoặc là gì, hoặc là dưới biển, cho nên Atula có khi có những loài là ban ngày đi chơi trên trời mà tối ngủ dưới biển. Cũng có loài là chạy trên mặt đất, la tà trên mặt đất. Thành ra do vậy mà không biết nó thuộc về hư không, mặt đất hay là nước. Vì vậy cho nên nó là không có xếp vào loại nào. Thành ra kinh khi chia rõ hơn một chút thì gọi là lục đạo luân hồi. Nhưng mà khi chia mà cụ thể mà không có nhận, không có tính tới yếu tố của Atula thì chúng ta biểu là thiên, nhân, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Hiểu chưa hả? Như vậy thì ở trong trường hợp đó có các loài hữu tình đang tồn tại chung, chúng ta gọi là ngũ thú tạp cư, sống chung với nhau. Địa tức là ở chung trong một cái giới hạn, một địa, một lãnh địa, hiểu không hả? Rồi lên tới một cái tầng cao hơn, chẳng hạn như chứng được sơ thiền, nó là một cõi trời khác. Rồi nhị thiền là khác, tam thiền khác, tứ thiền khác, lên tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô hữu xứ, phi tưởng xứ. Như vậy thì ngũ thú tạp cư địa cộng với tứ thiền cộng với tứ không, có phải là chín không? Như đó gọi là chín địa. Đã nói về nghiệp ba thời, nay sẽ nói về chín địa. Đồng địa có 4 quả, khác địa 3 hoặc 2. Đồng địa là sao? Tức là cùng một cảnh giới, cùng một gì? Cùng một địa thì nó có 4 quả. Chẳng hạn như nghiệp trong cùng một địa có các pháp đồng địa làm 4 quả trừ ly hệ. Ly hệ vẫn là tu là nó khác. Như vậy thì thưa quý vị ở đây cho một thí dụ, chẳng hạn như là chúng ta nhập vô ở trong diệt tận, trong hạ như trong phi tưởng xứ. Sau khi thân hoại mạng chung, các vị sanh đi đâu? Phi tưởng xứ sinh vào đâu? Sau khi chết rồi sinh gì đâu? Vô tưởng thiên. Chứ sao lơ còn giờ này mà còn lờ mờ chuyện đó hả? Cái cõi trời cao nhất đó là cảnh giới của Uất Đầu Lam Phất. Ông sinh vào đâu? Đó là phi tưởng xứ, hay gọi là nhập cho định đó thì chết rồi sanh về phi tưởng thiên, chứ về đâu nữa? Đó chưa? Ông ta là một bậc thầy mà Thái tử Tất Đạt Đa từng cầu học đạo. Ông xuống dưới nước ông ngồi, ông lên núi ông ngồi. Định của ông đỡ nhất đương thời. Ngồi dưới nước, vượt qua khối tứ thiền, thân nó không có thở nữa thì nước làm sao quấy nhiễu được ông? Cho nên ông ngồi dưới nước, tại sao ông không có thở, không sao hết. Còn mình xuống dưới đó là chết. Như vậy thì chúng ta mới hiểu. Nhưng mà khi tại sao mà khi ông chết ở trên cõi trời phi tưởng xứ, rồi ông rước lại thế gian, ông đọa làm một con trùng dơi. Ít nhất là phước của chư thiên cõi trời thì ông rớt xuống đây ít nhất cũng là tỷ phú chứ. Tại sao mà thảm hạ người tới mức mà trở thành là con trùng giới? Có hoang mang không? Nói lung tung rồi đấy. Quên mất những vấn đề chúng ta đang bàn là gì? Tức là khác địa. Hiểu chưa? Tại vì ông sinh lên cõi trời phi tướng, mà cái địa đó là địa vô sắc. Tất cả phước báo trên cõi trời vô sắc làm sao đem xuống cõi dục mà xài được? Nó khác địa. Nó khác địa cho nên nó không thể phát huy tác dụng gì hết. Bây giờ các vị ném một đống tiền đô la mà qua tới cái chỗ châu Phi, chỗ đó người ta dùng vó sò, cái đưa giá cho họ, họ nhân lứa thôi. Hiểu không hả? Như là nó khác địa, nó sẽ không có tác dụng. Điểm đó mà không để ý. Cho nên tại sao mà phải học Phật Pháp để liễu ngộ. Còn cứ nhốt cái tâm mình ở trong định á, mà cột chặt cái tâm đó là coi chừng nguy hại. Có nhiều thầy chiến dương thiền một cách cực đoan, đoạn trừ tất cả những cái tâm suy nghĩ và đưa tâm mình vào trạng thái là vô tướng. Nguy hiểm như vậy, tại vì họ không thấy cái điểm đó diễn ra trong cuộc đời mà Đức Phật phải từ bỏ. Nó không có trí đó, nó không có trí, cho nên nó không đoạn được thực sự cái tàn dư sâu thẳm của nghiệp. Thành ra cuối cùng cái tàn dư đó nó vẫn kéo trở lại trong luân hồi. Còn một người họ tu trên đời này, họ tu giỡn giỡn chơi thôi nghe, họ bố thí, họ cúng dường, họ làm việc phước, việc thiện, họ sống ở trong tầm, trong tứ, ha, sơ thiền thôi, tầm tứ thôi. Họ sinh lên cõi trời đó là cõi trời sắc giới, đúng không? Khi họ rơi xuống thế gian này, hết phước rồi xuống thế gian này sao? Cực kỳ xinh đẹp. Tại chư thiên cõi trời sắc giới rất đẹp, rất đẹp. Còn ơi mà rơi xuống cõi người thì cái phước cái cõi trời đó là phước động mà cõi này là vọng động nè, thành ra là người ta trở thành tỷ phú. Người ta có nói bậy nói bạ gì người ta cũng thành tỷ phú à? Vâng, đó là một câu hỏi hay. Tại vì đơn giản là ông không có gây cái nhân nào ở trong cõi vô sắc, trong cõi sắc, mà ông chỉ có chăm chú là cái quả phước trong cõi gì, trong cõi vô sắc. Và khi hết cái định lực ở trên cõi vô sắc đó thì tự nhiên nó kéo ào trở lại ngay cái chỗ mà ông đi lên đó. Cái cõi trừ tứ không là đường dạy hết, chẳng hạn như đi vô không vô biên xứ cũng vậy, thớ nhập không vô biên xứ thì chết ngay đó là tâm tràn khắp hư không. Hư không không bao giờ tổn hại, cho nên hư không rất là mát mẻ, rất là thoải mái, không có gì gây khó dở cho hư không hết, nó không chướng ngại, thành ra không bị buông xứ. Hoặc là ở trong cái thức nó biến khắp mọi nơi, rất là đẹp, rất kỳ diệu. Rồi vô sở hữu xứ, con người mà không có sở hữu ai làm cho họ khổ đau được? Có sở hữu, cho nên vô thường nó hủy hoại cái sở hữu đó, thành ra mình mới đau khổ. Chẳng hạn như mình có sắc đẹp, bây giờ già suy mà nhìn trong gương không biết nhìn con nào, thấy buồn không? Thấy buồn là mình gì sao? Bởi vì là mình sở hữu, mình sở hữu sắc đẹp đó, mình sở hữu cái xe, sở hữu nhà cửa, sở hữu tiền bạc, sở hữu thậm chí sở hữu những cái tư tưởng, sở hữu những cái ý nghĩ, sở hữu tình cảm, sở hữu tất cả mọi thứ. Bây giờ chính vì cái tâm sở hữu như vậy mà vô thường banh hoại hết. Như vậy tâm chúng ta có phải là khổ không? Như vậy không lý nào mình buông bỏ. Phật dạy người xuất gia là khất thực để buông bỏ hạnh sở hữu. Thầy tập cho các cô ở trong chương trình Bồ Tát á, các cô không có thấy hết. Trong khi thiết lập cái chương trình đó, Ni sư Tâm Nhật đưa cho thầy ngồi suy nghĩ dữ lắm, ngồi suy nghĩ trong suốt mấy giờ đồng hồ đây, mấy ngày đây, cái khả năng tác động đến sự buông bỏ tới mức nào. Rồi có những khả năng vừa ý, không vừa ý diễn ra ở trong đó. Thử xem các vị có muốn đối kháng và sống theo ý của mình hay không. Các vị có buông bỏ nổi một cái thói quen thoải mái của mình hay không. Có buông bỏ nổi là một số giờ giấc theo kế hoạch mình đã dự định hay không. Tất cả những cái đó đều vô thường hết. Các vị sẽ không giữ được cái gì. Và thầy thiết lập một chương trình luôn luôn cân nhắc tới cái chất lượng giải thoát. Nhưng chúng ta quen với những dự án của mình, những dự định của mình. Nếu như cái gì mà làm trở ngại dự định của mình sẽ thấy mình bị chi phối mất một số thời gian. Nhưng thưa các vị á, các vị có thời gian hay không trong chân lý? Các vị có đem thời gian để giải quyết được sanh tử hay không? Cho nên nó thiết lập một mô hình phạm hạnh nó là như vậy. Nhưng mà được ai đủ tâm để nhận ra. Và do vậy cho nên lễ Bồ Tát thường hay cô nhẹ nó. Và muốn là thể hiện sống theo kiểu của riêng mình. Thì các vị sẽ thành tựu trong tự ngã của riêng mình, làm sao thành tựu giải thoát. Cho nên thầy thưa các vị hoài, tu hành dập mình dập mấy mà chưa nên. Nhưng mà đôi khi các vị muốn là ý kiến ý cò theo ý của mình, thầy không biết nói làm sao hết. Mà nếu mà thầy ra lệnh là nói thầy khó chịu, cho nên thầy ngồi yếm thối, và các vị sẽ tự hại mình. Nó cho nên mà tới mà các vị mà tinh tấn thì thầy còn là tiếp tục chỉ, còn các vị mà như vậy á, thầy có xu hướng là không muốn chỉ nữa, và thầy sẽ đứng lên thầy đi làm một số việc của thầy. Tại vì thầy không thể nào mất thì giờ trong một nhóm người 10 hay 20 người. Thầy còn vô số những cái việc mà thầy cần phải thực hiện ở trong cái bản nguyện giữa cuộc đời này. Cho nên những điều đó phải nhìn vào trong cái nghiệp, phải thấy trong cái nghiệp mình mới hiểu ra được. Và khi mình nhìn với mức trong sáng như vậy á, mình sẽ thấy tuyệt vời. Còn nếu như mình không đến chỗ trong sáng đó, mình sẽ thấy nó khúc mắc lắm, nó khúc mắc. Và người ta hãy xét nét vấn đề, nghĩ việc này, nghĩ việc nọ lung tung hết. Thành ra ở đây chúng ta thấy là chính địa, hiểu các địa chưa? Hiểu cái phước động và cái phước bất động chưa? À, phải hiểu như vậy mình mới biết rằng mình nên gieo cái nghiệp nào, nên tạo nghiệp nào. Rồi, nghiệp vô lậu có các pháp khác địa. Vô lậu làm 3 quả trừ dị thục và đáng lưu, vì không lệ thuộc giới địa. Giới địa là ở trong cảnh giới đó. Còn ở đây, cái nghiệp gì? Cái nghiệp mà vô lậu là nó giải thoát thôi. Còn nghiệp hữu lậu có các có pháp khác địa. Hữu lậu có pháp khác địa. Hữu lậu làm 2 quả trừ dị thục và ly hệ. Hữu lậu nó có khác quả đó, nó khác quả. Tại vì sao? Bởi vì nó làm 2 quả, đó là quả gì? Hữu lậu á, làm 2 quả là quả gì? Quả đáng lưu và quả chỉ, quả sử dụng, phải không? Nó trừ dị thục và ly hệ, đó là như vậy, được chưa ha? Đó là nội dung mà hôm nay chúng ta dừng ở đây. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị đã lắng nghe. Nguyện để công đức này Phật hiện thân ở đời, đàm bát vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.